Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua Liên Quân, Free Fire, PUBG Mobile thì hãy truy cập ngay kênh nick.com. Tôi, Yubo, xin chào lâu cho anh em. Tôi và Tiến chào lâu cho anh em. Tôi cùng Seven chào lâu cho anh em. Bộ trưởng Lâm xin chào lâu cho anh em. Ok các bạn ạ. Hôm nay thì lại là một ngày nắng vỡ đầu của thời tiết miền Bắc các bạn ạ. Vừa đêm qua vẫn còn đắp chăn mười mấy độ thôi mà buổi trưa đã có thể lên tới gần 50 độ rồi. Này gần 50 độ cháy đầu lên mà em phải đội mũ ba lớp rồi. Như mũ quan. Anh em mình hiện tại thì đang thưởng thức một ít hoa quả để đảm đạo. Sau khi đảm đạo xong thì anh em sẽ bắt tay vào thực hiện clip ngày hôm nay. Và hôm nay mình sẽ nướng một loài rất là lạ, đó chính là con treo treo. Không biết các bạn đã nghe tên hay là nhìn thấy loài này chưa? Con này nó hơi giống một chút con lai. Lai còn chả được nhìn thấy. Nói chung là không biết thì các bạn có thể lên Google để search con treo treo là nó sẽ ra. Tí nhanh mình được ăn mà chả được nhìn thấy. Anh em cứ thưởng thức xong đi thôi, nhìn đem nướng. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với series nướng siêu cay. Lâu lắm không được ăn siêu cay. Giờ chua thì ăn cay phê. Tí nước mát. Trời nắng nóng như này, anh em mang theo một phích nước đá uống giải khát thì đúng là mát đến tận cuống ruột luôn. Mát đấy lòng. mát đã còn là phích rồi, uống nhanh thật xuống ruột. Như kiểu cũng cũng đuôi. Tôi có nghĩ anh ăn no anh mình đi chiến trận luôn nhỉ? Ừ. Để đi nướng vậy. Và đây là con treo treo mà một người bạn ở trên Tam Đảo Vĩnh Phúc mua để tặng anh em mình các bạn ạ. Để anh em mình nướng ăn thử. Nhưng mà tôi thấy nó kiểu hơi giống con thỏ ấy. Giống thỏ. Tại vì bây giờ không còn đầu, không còn còn kiểu không còn sống, mình không phân biệt được. Thôi bạn ạ, tôi quyết định tin tưởng người bạn của tôi. Ê, thỏ nó cũng tám vũ ấy. Thỏ hay gì thì thôi, được nướng siêu cay thì cứ xử lý đã. Nhưng mà tôi thấy người kiểu thịt con này nó mùi, nó có mùi gì đấy nó khác, lạ lạ hơn con thỏ đấy. Thật ra thì một lát nữa anh em mình nướng rồi ăn thử là sẽ biết. Bởi vì thỏ anh em mình ăn nhiều rồi. Anh ấy nâu không được ăn siêu cay, đang sợ thất truyền công thức nữa. Mùi gì thì được ướp siêu cay lên nó cũng thơm hết. Thơm hết, ngon hết. Rồi tôi nhìn ướp xong hình như vẫn giống thỏ lắm. Giống cái gì hôm nướng siêu cay. Thế bây giờ anh ra chợ mua hai cái tay heo vào đây gắn ở đây cho nó dùng. Hay là bạn có tin tưởng bạn của bạn không, hay là phải đi mua con thỏ khác để thịt xong để nhìn thử xem giống không. Bạn ơi, bạn của tôi ở trên ý là dân ở trên ý, chẳng nghĩa lại bị lừa sao? Chẳng lẽ dân trên lại lừa anh? Người ta không lừa nhưng người ta bịp đấy. Tiến gọi là tiến bịp đấy. Tôi tin tưởng bạn tôi lắm. Nên là đây là con treo treo rồi, anh em cứ chuẩn bị cho lên để nướng thôi. Để muốn xác định đúng hay sai, hôm nay anh mình đi lên Tam Đảo luôn. Đúng rồi. Lên xác mình, lên xác mình. Ui, khoa luôn. Cho phát sau trước. Nó dễ chọc nhỉ. Đã ai được ăn bao giờ đâu mà biết. Nếu như là thỏ thì được ăn rồi. Nếu như là thỏ rồi. Nếu như là thỏ thì cho xem tai, nhưng mà đây lại cụt đầu. Không biết xem gì bây giờ. Phải nói là cái thể loại nước ướp này của nhà mình ướp xong rất là thơm và nhìn rất là ngon các bạn ạ. Đặc trị mùi. Anh Năm mà thấy còn cái mùi gì nữa không? Thế rồi. Mà toàn mùi siêu cay. Anh vẫn thấy. Mùi quen thuộc.
Thơm ấy. À này thơm hay mà chén thôi. Chén thôi. Hửi đít lo kêu thơm. Đít là mới thơm. Nghe nghe đít lo kêu thơm. Ghê thật. Ui ui. Ui. Hồi dài. Như cả bé lách em. Hồi dài. Để bé đi, bé đi lên. Chiến tranh lên đùi đấy. Thế ra thôi. Mấy anh em cứ bé đùi dưới đi để anh giải quyết từng bước. Ôi ôi. Ủa có gì đâu. Chơi chơi giữ đâu. Đấy mỗi người, mỗi anh em một chân giật luôn. Mỗi người một chân răng ra. Ấy thế. Răng ra bạn ra chắc cẳng không. Cứ mạnh mẽ lên. Ôi. Dài quá. Không già đâu. Hắn con này. Các bạn đánh giá thì thịt thỏ nó sẽ bỏ hay là dai? Đây treo treo. Thịt thỏ thì nó cũng hơi dài dài thôi. Thế còn thịt treo treo? Thịt treo đã nữa. Vài thứ ạ. Chưa được ăn bao giờ. Tôi chưa. Tôi chưa cứ làm cái tỏi đùi á. Ui thơm lắm anh ạ. Con này cảm giác khá dài đấy. Các bạn ạ. Mà xé có vẻ con này thịt mà các bạn ạ. Treo treo thật đấy. Lại sợ thú lửa. Thôi mất mẹ. Xoay các bạn ạ. Xoay 360 độ tôi chắc không xia thử luôn vậy. Cái thịt treo ăn giống cái thịt con dìn. Mời các bạn ăn nhớ. Tôi nghĩ nó là thịt treo treo thật đấy. Treo treo thật. Ăn nó khác vì ăn nó dai hơn mà nó thơm hơn. Nó có một mùi gì lạ lắm. Ủa. À nó giống như thịt con dìn em ăn rồi ấy. Ừ. Đúng không em? Thịt mùi lạ thơm thơm. Kiểu này không phải thịt thỏ à? Treo treo thật rồi. Ngon. Hả? Bạn tin ông bạn ấy là được đấy. Ủa cay thật đấy. Ủa ăn thịt thơm thật. Bỏng quái trưởng. Nhìn ngon nhỉ. Xé ra tôi bạn cứ xé ra. Nhìn cục thịt này. Và nhìn cục thịt ở chỗ là lách 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 nó này. Khá là ngon đấy. Ôi con này hói lách rồi. thì anh mới bảo ăn nó có mùi gì lạ lạ. Ôi dồi ôi. Viêm nách. Ngon à. Viêm cánh. Quên không xì. Ui. Dai dai ngọt ngọt. Bởi vì hôm nay anh mình quên mang thớt nên là anh mình không chặt ra. Các bạn thông cảm nha. Ô, mình ăn lại không phải. Thế anh đâu xén đấy. Tiến còn gái luôn cả quả ớt ở đây. Đấy như cái đùi bên em có. Thì đúng thật đấy, tôi nghĩ đây. Tiến nó dã điêu quá. Treo treo thật đấy. Ăn thơm á. Cay cay. Ăn da con này. Cảm giác nó. Ăn nó dai dai. Nhưng mà mấy anh em khẳng định lại xem nó có phải là thỏ không ạ? Không, thịt treo treo. Đảm bảo đây không phải thịt thỏ. Nếu mà là bảo là treo treo thì có nghĩa là tầm 90%. Bởi vì tôi cứ sợ bị cú lừa cơ. Chứ chắc hả? Ăn thịt nó chắc, thơm. Anh cứ tin tưởng không? Mà ăn cay. Tại vì lần trước anh mình nướng thỏ siêu cay rồi ăn cái vị nó khác với vị con này. Thái nó khác quá. Thỏ nó không viêm cánh. Ôi à. Ủa. Ủa lược lược đùi à. Phì thật. Ngon thật. Ui. Ui dồi ôi. Cầm đấy nhìn cái đùi này. Đùi thỏ làm sao mà to được như này. Ui dồi nhìn thịt. Ui thịt trắng nhỉ. Đấy. Em nhìn này em lại đang tưởng tượng đến khi con mực khổng lồ thì nó trắng trắng. Lóng á. Lóng thì mấy. Mùi nóng nhanh ngon. Thơm hợp đấy. Vâng. Nó cường quá. Ui rồi. Lâu lâu thịt này. Lâu lâu không ăn cay rồi. Ăn chua mãi. Cay thì lúc nào cũng ăn nhưng mà siêu cay thì lâu lâu mới ăn lại. Lâu lắm rồi. Vừa ăn miếng chả ngon. Cháu nghĩ ăn út khiếp. Ba miếng đùi nữa này. Nhìn thịt hồng hồng. Ngon đấy. Hồng hồng tuyết tuyết à. Khát kèo ấy. Ăn mà. Anh coi thử làm thớ đi thịt ở đùi này. Ui. Ui. Ui nhìn miếng thịt phê thật. Nhìn trắng nhìn ngon thật đấy. Ngon không chị. Ngon không lấy được. Ui nó ngon thật đấy. Đúng là có siêu cây khác ăn. Về luôn. Trong nước hồng luôn nè. Trong thịt nó hồng hồng quá. Coi chắc chắn ngoài thỏ. Chắc chắn rồi. Đảm bảo luôn. Chấm nước siêu cay. Wow. Wow. Món này nhậu ngon đấy. Tuyệt vời nhỉ.
để anh bóc chỗ sườn nó ra. Dừng một chút bia đó. Wow. Con này lấy cơ bản là buộc không kín nữa. Ui ơi, tròng lóng thật. Tròng lóng chín. Không chê được. Đặc biệt lần đầu tiên ăn loại này. Uầy, đây các bạn đang nhìn này, chỗ đoạn thịt sườn này. Uầy, vẫn là bốc hơi à? Lóng, ngọt này. Phê không anh? Mà hơi lóng. Không, em sợ tay anh này chút nữa anh sờ vào mặt ấy chỗ nào chắc tê phải biết luôn. Tiền tối. Cứ nhìn thấy anh em mà thưởng thức thịt mà nước miếng không ngừng tuôn rơi. Đây là miếng gì? Anh già. Thịt của mày. Sườn này. Ừ. Mình mời tất cả mọi người nhá. Thịt ngon dài. Không lỡ bạn này. Ăn gì anh dãi chảy. Ôi giời, dài quá. Ừ. 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 Không biết là có phải treo treo thật hay không, nhưng mà mình ăn thấy cảm giác rất là thơm và ngọt. Ủa, rất ngọt thịt luôn. Đây các bạn, thịt trắng trắng hồng hồng này. Ăn ngon lắm. Bạn có vừa miếng da đoạn da nhỉ mà. Đây da đây. Ăn. Tuyệt vời. Da kiểu hơi dai dai. Cay quá. Sự cay. Nhưng mà nhìn đang tưởng tượng thấy thịt người của nó giống kiểu kiểu cái gì đây ta? Đúng rồi, anh cần mà đi muốn con mực đi. Ừ. Em trắng. Nhìn cái đoạn này tôi như là nghĩ đến cái đoạn khúc đuôi của con cá sấu. Cá sấu, ừ, toàn toàn luôn. Trắng trắng, trắng lõn là luôn. Ui dồi ôi. Ừ. Nhìn các bạn, nhìn ngon lắm. Thịt này. Thường miếng da. Mày không mất công mất muối lướng thành chó thì mẹ. Thì đấy người ta gọi là một cú lừa. Cú lừa ngoại mục vậy. Tôi thấy cái da này ngon cực. Ăn, ăn mặn lưng ấy. Không hiểu làm sao mà ăn mặn lưng lại mềm mềm lại không như kiểu sườn sườn. Sườn dai ngon hơn. Nó còn hơi dai còn dọn như kiểu kiểu cao su. Nhìn nhai ăn như nhai vào nó mềm 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 ngon. Có chỗ ăn nó cũng mềm mềm nữa. Ừ. Có ăn có thế không? Chắc không ấy. Nhưng mà em thấy ăn ngon đến hôm nào anh nhờ bạn em gửi biếu em biết được. Ông làm mèo thì em lấy cho nạp anh em ăn nạp cô ấy. Quê đâu mà côn em? Quê Mai Lộ anh. Cái chỗ sườn này nó dai thật chứ. Ây, đuôi xỉ răng được. Thậu hay thậu. Đuôi chuột ngoáy mồm trèo. Đuôi chuột ngoáy mồm trèo. Nhìn nhìn. Ăn thịt ở cái sườn sườn này bạn thử ăn em. Ăn tôi thấy thơm lắm. Ừ, đầu em nhìn nhìn giống cá sấu như ăn là giống thịt gà công nghiệp. Nhưng mà lại nhưng mà lại họ treo treo. Họ treo treo. À leo loài treo treo. Treo. Ừ. Còn lại lẫn lộn cả. Anh bảo. Em sẽ ăn thử cái này này khác lạ hẳn luôn. Sườn. Ừ. Để em nhìn ra cá. Ăn cá ngon. Ăn ngọt luôn. Khác quá không? Ừ. Dai. Ăn ngọt lắm. Rất tuyệt vời con ạ. Thơm thơm. Con này người lắm thịt à. Hai cái bên sườn nó thịt thì thịt kiểu màu hồng. Mà chỗ thịt thì rất là mỏng như lại màu hồng. Ăn dai. Ăn dai ngon hơn. Ừ. Trời ơi, tưởng con sán kìa hóa ra cắn cái đầu vú. Giật ca mình. Thỉnh thoảng mà có một người bạn mà kiểu như này tuyệt vời bạn nhỉ. Gửi cho những con lạ lạ để như mình nướng thưởng thức thử. Phải nói là rất là phê các bạn ạ. Khôn như bạn quê tôi đẩy. Thì nhỏ có người gửi thì bạn không mất tiền mua. Và thịt con treo treo thì anh mình thưởng thức cũng gần hết rồi các bạn ạ. Ngon luôn. Ngon luôn. Không ngon mà gánh gần nhỏ hết cái sườn. Hôm nào mà mèo nhà em đẻ mà em muốn làm cỗ thì anh sẽ bảo bạn ấy tặng nhưng mà xong em gửi tiền.
Đúng rồi. Nhá. Thôi anh thân cận hơn thì anh gửi tiền hộ em được. Và mình sẽ dừng clip này ở đây, không làm mất thêm thời gian của các bạn nữa. Nếu các bạn thấy clip này có như mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh như mình. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.